Thưa quý thính giả, tiếp tục giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ ba trong dòng nhạc tình Việt Nam. Qua những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960, tuần này chúng tôi xin nói về cố nhạc sĩ Y Vân, tác giả của nhiều tình khúc để đời, được đủ mọi thành phần thính giả ưa chuộng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Y Vân tên thật là Trần Tán Hậu, ra chào đời tại Hà Nội năm 1933. Tuy xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, nhưng ông may mắn được song thân cho đi học nhạc từ nhỏ. Sau khi mồ côi cha, vì là con trai lớn, ông phải tìm kế sinh nhai bằng cách đi dạy đàn để nuôi mẹ và hai em, một trai một gái. Người em trai sau này trở thành nhạc sĩ Y Vũ. Sau khi di cư vào năm 1954, ông vừa tiếp tục dạy đàn vừa chơi cho các ban nhạc ở nhà hàng, đồng thời bắt đầu sáng tác với bút hiệu Y Vân. Theo lời kể lại của người thân, bút hiệu Y Vân là kết quả của mối tình đầu tuyệt vọng. Nàng tên là Tường Vân, một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà ông được mướn dạy đàn. Có thể vì tiếng đàn của ông chưa được điêu luyện như khúc Phụng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như thuở xưa. Cũng có thể vì Tường Vân không có cái can đảm của nàng Trác Văn Quân ngày trước, đang đêm leo tường bỏ nhà theo người yêu. Cho nên mối tình ấy đã không thành. Nhưng cũng không thể quên, cho nên chàng nhạc sĩ trẻ Trần Tán Hậu mới lấy bút hiệu Y Vân. Y là viết tắt của yêu. Y Vân nghĩa là yêu Vân. Không ai trong chúng ta được biết ca khúc Người Em Sầu Mộng có phải là viết trong mối tình đầu tuyệt vọng ấy hay không. Nhưng có điều là ai cũng mong như thế. Bởi đây là một tình khúc trong sáng, nhẹ nhàng hiếm thấy trong một rừng nhạc đủ mọi thể loại của Y Vân. Theo suy đoán của chúng tôi, có lẽ Y Vân đã sáng tác ca khúc này trong một lúc thanh thản hiếm có, thả hồn về với cõi tình của một thuở mới biết yêu đã biết sầu. Em là gái bên sông cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là em gái thôi, người em sầu mộng muôn đời. Tình như tuyết răng đầu núi, vàng vạc muôn phương nét tuyệt vời. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau buồn? Ai bảo em ngồi bên sông cho vương nợ thiên? Ai bảo em là giai nhân cho lệ đêm xuân tràn, cho tình dâng đầy trước ngõ, cho mộng tràn cuối thu? Em chỉ là em gái thôi, người em sầu mộng muôn đời. Tình như tuyết răng đầu núi, vàng vạc muôn phương nét tuyệt vời. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau buồn? Ai bảo em ngồi bên sông cho vương nợ thiên? Ai bảo em là giai nhân cho lệ đêm xuân tràn, cho tình dâng đầy trước ngõ, cho mộng tràn cuối thu? Em chỉ là em gái thôi, người em sầu mộng muôn đời. Tình như tuyết
tuyết rằng đầu núi vàng vạc muôn thu nét tuyệt vời. Tình như tuyết rằng đầu núi vàng vạc muôn thu nét tuyệt vời. Năm 1959, Y Vân vụt nổi tiếng khắp miền Nam, nhưng không phải với một ca khúc xưng tụng tình yêu, mà với một bài hát ca tụng tình mẫu tử. Đó là bản Lòng Mẹ. Bài hát mà cho tới nay vẫn tiếp tục được xem là ca khúc viết về mẹ phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Nhưng cũng giống như trường hợp bản Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn, bản Lòng Mẹ của Y Vân quá nổi tiếng đã đưa tới tình trạng nhiều người không còn chú ý tới những sáng tác giá trị khác của ông. Từ bản Con Ve và Con Kiến, phổ theo chuyện ngụ ngôn của La Fontaine viết cho thiếu nhi, tới bản Từ Biệt Mái Trường Xưa. Từ những bản đầy tình tự dân tộc như Tát Nước Đầu Đình, Đôi Mái Chèo Trăng, đi liền với tên tuổi của đôi song ca Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết, tới bản Tiếng Trống Cao Nguyên, gợi tưởng ánh lửa bập bùng nơi xứ thượng. Từ bản Anh Về Thủ Đô với nội dung ca tụng chính thể Cộng Hòa, tới bản Sài Gòn Vui Tươi theo thể điệu Cha Cha. Và phải đợi tới khi Y Vân sáng tác những tình khúc buồn, tuyệt vọng, thiết tha, ướt át, ủy mị như Đò Chiều, Nhạt Nắng, Ảo Ảnh, Ngăn Cách, Yêu, Thôi, người ta mới có thể nói tới Y Vân mà không cần nhắc tới bản Lòng Mẹ. Các tình khúc của Y Vân được quần chúng đón nhận một cách nồng nhiệt vì hai yếu tố. Thứ nhất, lời hát tuy không cao siêu, xa vời nhưng vẫn trải chuốt, diễm tình. Thứ hai, nét nhạc không cầu kỳ mà vẫn phong phú, có sức lôi cuốn một cách lạ thường. Thôi em đừng khóc nữa, làm gì kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa, giọt lệ sâu làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng tiếc nữa, làm gì chuyện tình mình ân tình cũ xa xưa. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa, đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, lệ sâu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài, thu mang mát buồn mùa thu ơi. Ôi em đừng nhắc nữa, làm gì từng nẻo đường in hình bóng chúng đôi. Em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa chuyện của mình, kiếp này đành lỡ duyên rồi. Em đừng tiếc nữa, làm gì chuyện tình mình ân tình cũ xa xưa. Thôi
em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa, đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, lệ sâu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài, thu mang mát buồn mùa thu. So với Nguyễn Văn Đông và Tuấn Khanh, hai nhạc sĩ cùng được yêu chuộng trong những năm đầu thập niên 1960. Có thể nói, phạm vi sáng tác của Y Vân bao quát hơn và các sáng tác của ông đi sát với quần chúng hơn. Bởi ông có khả năng sáng tác bất cứ thể loại nào, theo cảm hứng nghệ thuật, theo yêu cầu của đối tượng hay theo thị hiếu của quần chúng đương thời mà vẫn giữ được bản chất Y Vân riêng biệt của mình. Chẳng hạn khi phổ thơ bài Những bước chân âm thầm của thi sĩ Kim Tuấn, Y Vân đã sử dụng những nét nhạc êm ái, nhẹ nhàng, trang trọng một cách tài tình và độc đáo. Thí dụ về những sáng tác của Y Vân theo nhu cầu của quần chúng đương thời thì không thể kể hết. Đầu thập niên 1960, nhạc kích động Âu Mỹ vừa du nhập vào Sài Gòn là Y Vân đã đáp ứng ngay với những bản nhạc giật như Đêm Đô Thị, Tình Lính, Tình Yêu Thủy Thủ, Tình Yêu và Tuổi Trẻ, Thiên Thần Mũ Đỏ, 60 năm cuộc đời, v.v. Có thể gọi Y Vân là ông vua không ai của nền nhạc kích động lúc ấy, và đã góp phần không nhỏ vào thành công của cặp song ca Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Thế nhưng, nếu không xét tới thành công về mặt thương mại, mà chỉ tính giá trị để đời của những sáng tác, thì nói tới Y Vân là phải nói tới nhạc tình. Nhạc tình viết từ những rung động, cảm xúc trong tâm hồn như các bạn Người Em Sầu Mộng, Hoàng Hôn Trên Bãi Biển, Tôi Sẽ Đưa Em Về, Khi Em Nhìn Anh, Đại Lộ Hoàng Hôn, Đừng Lừa Dối Nhau, Ngăn Cách, Ảo Ảnh. Nhạc tình để đáp ứng nhu cầu của thính giả bình dân như Anh Đâu Em Đó, Cánh Hoa Thời Loạn, Chiều Mưa Công Viên, Ngoại Ô Đèn Vàng, Tình Trạng Ý Thiếp, và nhất là bản Xa Vắng. Bản này, Y Vân lấy ý thơ từ thi phẩm Chinh Phụ Ngâm do bà Đoàn Thị Điểm dịch từ Cung Oán Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn, đã một thời đi liền với tiếng hát của Thanh Thúy và sau này là Hoàng Oanh. Về những tình khúc sáng tác do những rung động thực sự trong tâm hồn, phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất phải là bản Ảo Ảnh. Một trong những ca khúc viết theo thể điệu rumba bolero ăn khách nhất, không chỉ qua làn sóng điện, qua đĩa nhựa mà còn trên sàn nhảy của các vũ trường. Yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Cho thấy bao lâu dài chỉ còn vài trang giấy, dòng bước xanh còn đây, hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không hoàn. Em đang bằng khóc cho đầy vài chữ tình thương, vẫn buông lòng anh xem cửa tâm áo, đã thay mồ ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu thương thường dễ nhất, khiến bao chiều trên bến tịch lưu tàu sân ga thường theo hát. Khi áo anh lòng em thấy quanh hiu, đêm vắng đưa nhau về, ngày đơn vắng đường khuya. Khi vui thấy chẳng không mờ, lòng buồn đến chẳng.
hai chữ tình yêu. Vẫn buông lòng anh xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những đèo thuyền yêu đương thường dễ đứng, khiến bao chiều trên bến tình con tàu sân ga thường theo hát. Yêu anh lòng em thấy quanh yêu, đêm vắng đưa nhau về đừng mong đường khi vui thấy chẳng không mờ lòng. Thời đó và cả hiện nay, một số người đã gọi loại nhạc viết theo nhu cầu và thị hiếu của quần chúng mà đa số thuộc giới bình dân là nhạc thương mại, hoặc xem thường hơn là nhạc sến. Gọi như thế, đúng hay sai là tùy khuynh hướng thưởng thức của mỗi người. Riêng chúng tôi, trong cương vị phụ trách một chương trình tân nhạc dẫn giải mà đối tượng là thính giả thuộc mọi tầng lớp, nhận định như sau. Trong lĩnh vực giải trí, mỗi thành phần đối tượng có nhu cầu thưởng thức, có cảm quan nghệ thuật khác nhau. Vì thế, trong khi có thể phê bình bản nhạc này, ca khúc kia là lời lẽ tầm thường ngô nghê, cung điệu tiết tấu nghèo nàn, hòa âm cầu thả, thì lại không thể đánh giá thấp đối tượng thưởng thức, tức thính giả. Cho nên xưa nay, chúng tôi và một số đồng nghiệp đã gọi loại nhạc ấy là nhạc thời trang để tránh những sự xúc phạm. Thế nhưng, dù muốn hay không, tác giả của những bản nhạc bị đánh giá là tầm thường ngô nghê, nghèo nàn và cầu thả ấy cũng không được quý trọng cho lắm. Trong show ấy, dứt khoát không có Y Vân. Bởi vì cung cách sáng tác của Y Vân không cần biết là biết nhạc tình hay nhạc dược, viết theo cảm hứng hay theo đơn đặt hàng, luôn luôn chuyên nghiệp và tận tụy, chu đáo. Thành thử đối với tất cả mọi sáng tác của Y Vân, dù trang trọng lung linh hay trữ tình tha thiết, dù êm ái ngọt ngào hay vui tươi sôi động, chúng tôi cũng gạt bỏ hai chữ thương mại để hoặc gọi là những sáng tác để đời hoặc những sáng tác cho đời. Y Vân là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi mà chúng tôi được hân hạnh quen biết trước năm 1975. Theo cái nhìn của đời thường, ông là một nghệ sĩ đa tài và lắm tật. Nữ danh ca Lệ Thu, bạn thân của Y Vân và người bạn đời đầu tiên của ông, đã nhận xét Y Vân là một người vui tính và đa tình. Trong cuốn Bông Hồng Tạ Ơn, tác giả Nguyễn Đình Toàn đã nhận xét Y Vân là một người vừa đam mê vừa cẩn mẫn. Cách chơi cũng như cách làm việc của ông đã khiến những người quen biết ông phải nể sợ. Nguyễn Đình Toàn kể lại, Y Vân có thể đánh bi ra liên tiếp vài ba ngày không ngủ, ăn tại chỗ, rồi khi trở về nhà lại có thể ngồi vào bàn làm việc không ngừng nghỉ trong một thời gian tương tự. Chung quanh ông là những khay tàn thuốc lá đầy ắp. Vào thời đề nghị Cộng Hòa, Y Vân là cố vấn của Ban Văn nghệ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Khi biến cố 30 tháng 4 1975 xảy ra, ông lựa chọn ở lại Sài Gòn. Ở lại, nhưng so với một số người khác, Y Vân đã giữ được tư cách và phong cách của một nghệ sĩ chân chính. Ông tham gia đoàn ca nhạc Hương Miền Nam một thời gian và có chân trong hội âm nhạc thành phố, nhưng không ồn ào lăng xăng, lố lăng dị hợm như một vài nghệ sĩ cũ của miền Nam. Sinh kế của Y Vân sau năm 1975 chủ yếu là phụ trách viết hòa âm cho các phòng thu âm, cũng như viết nhạc đệm cho phim ảnh và sân khấu, cùng với những đơn đặt hàng của các nhà sản xuất đĩa karaoke. Y Vân qua đời vào cuối năm 1992 vì bạo bệnh. Tính theo tuổi ta, ông thọ 60 tuổi. Nhưng nếu tính theo tuổi Tây, thì ông chưa sống đủ 60 năm. Tiêu chuẩn trung bình của một kiếp người mà chính ông đã đưa ra trước đó gần 3 thập niên, có một ca khúc nổi tiếng của mình, bản 60 năm cuộc đời. So với những nhạc sĩ cùng thế hệ,
Cuộc đời của Y Vân có thể hơi ngắn, nhưng sự nghiệp sáng tác và tình cảm của người ái mộ dành cho ông không phải ai cũng có thể sánh được. Nhất là những tình khúc để đời, với lời hát thiết tha, nét nhạc quyến rũ, có tác dụng nâng niu, vuốt ve, làm đẹp hồn người trong suốt một nửa thế kỷ đã qua và ngàn năm sắp đến. Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài, gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đẹp màu, cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần, nhưng không ai nào ngờ duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, tin cho vài lời, chớ trách nhau hoài. Lời từ chẳng buồn vì nhớ mãi câu thề. Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười.